Thu Nguyễn Hoang Yên Nhi chắc chắn có huy chương tại ba Tết Carom of Women SEA Games của đối thủ của cô ở tứ kết sau trận hòa. Thành tích tối thiểu của Yên Nhi sẽ là một huy chương RNG.PHOTOFBNV. Sau hòa, đối thủ của Nguyễn Hoang Yên Nhi đã quyết định từ bỏ, vì vậy cô đã ở bán kết và chắc chắn có huy chương vì nội dung này không có trận chiến bằng đồng. Buổi sáng ngày 8 tháng 5, đối thủ của cô sẽ là người chiến thắng trong đấu giữa Sangthin Jaisuken và Rubin Dako Amit. Phung Kiên Tung là đại diện còn lại của Việt Nam tại Carom 3 Carom nội dung. Anh ấy sẽ gặp Thái Thai Thu Thu qua Rathun Sukitthen trong trận tứ kết. Nếu bạn giành chiến thắng trận đấu này, Kiên Tung cũng sẽ có một huy chương Thi Ngọc Hu để cạnh tranh trong nội.